Hi, xin chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với Binga Studio. Khona shabd behta waqt baaki vyakaran hai sakt mera takht hai mera takht hai ye amaran wo aagman ya ho brahman parikrama hazar hai chaare hai kya chand uske paas jo misal hai sawal hai na hai jawab ye khayal se nawab hai. Hôm nay Bin sẽ hướng dẫn tất cả các bạn một trend mới ở trên TikTok, đó chính là bài gu. Trước khi bắt đầu bài học thì Bin rất là mong tất cả các bạn sẽ có thể nhấn follow Instagram cũng như là subscribe kênh YouTube của Bin nha. Và đừng quên nhấn vào chuông thông báo để mỗi khi mà Bin có video mới thì mọi người sẽ là người xem đầu tiên nha. Ok, và bây giờ chúng ta sẽ cùng bắt đầu học ngay thôi. Ok, đầu tiên là mình sẽ vỗ tay qua 4 lần, ở trên, ở dưới. Ok, phần hông của mình sẽ đánh qua với bên ngược lại. Mình làm bên trái trước thì hông sẽ qua bên phải trước. 1, 2, 3, 4. Sau đó mình sẽ kéo tay giống như động tác mình đang chèo thuyền vậy đó. Và phần hông của mình sẽ đi qua bên phải, tay thì qua bên trái, và nhún 1, nhún 2. Sau đó mọi người sẽ dằn một cái và để tay lên như thế này. Talk to me. Ok, 2, đi, dằn, hấp và hấp. Rồi, đi đếm lại nha. 5, 6, 7, đi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, đặt, 7, đặt, 8, dằn. 1, 2, 3, 4. Sau đó mọi người sẽ đặt tay qua 5, 6, và mình sẽ mở hai tay ngược đối với nhau, tức là tay bên phải sẽ đi xuống và tay bên trái sẽ đi lên. Rồi sau đó mọi người sẽ dằn tay 1, 2, đưa lên trời và kéo xuống, tắt tắt. Ok, rồi mình sẽ cuộn và nghiêng người sang bên phải trước. 1, 2, 3, kèm theo đó là hai phần chân của mình sẽ nhún đầu gối. 1, 2, 3, 4. Phần này mọi người chỉ cần feel thoải mái thôi, tùy theo mọi người ha. Ok, rồi mình sẽ đếm lại nha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tắt tắt. 1, 2, 3, ngược lại 2, 2, 3, 4. Sau đó mình sẽ đặt tay qua phần hông. 1, 2, cuộn 3, cuộn 4. Phần tay của mình nhớ là hẹp ra như thế này nha. Nếu mà cái phần tay của mình mà cái ngón tay nó không có quá dẻo á, thì mọi người hãy mỗi ngày luyện tập như thế này. Đó, mình cứ ép, giống như mình ép nó ra vậy đó. Ok, mình đếm lại nha. 2, đi. 1, 2, đặt, 3, đặt, 4. Sau đó mọi người để tay lên ngực. 5, 6, 7, chỉ 8. Ok. Bây giờ mình sẽ đếm lại một lần từ đầu tới đây, sau đó chúng ta sẽ ghép nhẹ cái tốc độ chậm nha. 5, 6, 7, đi. 1, 2, 3, 4. 5, 6, đặt, 7, đặt, 8, dằn. 1, 2, hất, 3, hất, 4. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, hất, hất, quay, quay, quay. Quay, quay, quay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dằn dé. Mọi người có thể chỉ hoặc là làm cái tim hay gì đó tùy mọi người ha. Ok, và bây giờ chúng ta sẽ cùng ghép nhẹ với tốc độ chậm nha. Chuẩn bị nha mọi người. 6, 7, đi. 3, 2, 1, xong ca khúc Gu rồi. Bởi vì bài này khá là dễ cho nên là Bin rất là mong mọi người sẽ có thể hoàn thành được vũ đạo lần này nha. Nếu mọi người có thắc mắc hay là yêu cầu những bài hát mới nào thì hãy comment ngay bên dưới để Bin sẽ cố gắng thực hiện video dạy nhảy sớm nhất nha. Và đừng quên like và share cho video giúp Bin nha. Video đến đây là kết thúc rồi. Hẹn gặp tất cả các bạn vào những video sau. Bye bye.